got a couple more for you. I see some of you got, well, all of you, taking some pictures and video. We have a Facebook page and an Instagram page and a Twitter page. So we would love for you to share your photos with us so I can see your photos, so we can see all the pictures that you take. If you follow us on 7th Fleet Band, if you need help, come and want to ask one of our band members and we'll help you out to find our page. All right. Thứ tư sắp tới chúng tôi sẽ có một buổi biểu diễn ở công viên Biển Đông, cũng vào tầm khoảng 7 giờ 7 rưỡi.
Và có một lời nhắn nhủ đến tất cả các quý vị là mọi người cứ tự nhiên chụp hình rồi quay video, và mong mọi người có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua Facebook, thông qua Twitter, thông qua Instagram. Chúng tôi có tài khoản trên tất cả những cái mạng xã hội đó. Nếu như các vị muốn biết cái địa chỉ cụ thể như thế nào thì có thể hỏi một trong các thành viên của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn. What she said. Thank you so much. And come say hi after. Little Bruno Mars, maybe? Yeah! Okay.
Figueroa. Let's hear it for him. On guitar, we have musician first class, Chris Morrison. That's right. On trombone, we have musician second class, James Brownell. That's right. On trumpet, we have musician second class, BJ Britt. On tenor sax, we have musician first class, Justin Glenn. Back there working the soundboard somewhere, we have our chief Robert Booker. He's back there. I don't know, I'll give him a wave. And our musician second class, Emily Kershaw. Thank you so much for coming out tonight. Thank you.